Đi tắm không khóa cửa, đi ngủ không tắt đèn và cái kết bay màu tài sản. Đi tắm không khóa cửa, chủ phòng nhận cái kết đắng. Một chủ phòng vào phòng tắm nhưng không chốt cửa ngoài để kẻ gian lẻn vào lấy chìa khóa trộm xe máy. Qua đây, nạn nhân muốn nhờ kênh Sài Gòn TV chia sẻ đến mọi người để cùng nhau chung tay cảnh giác lũ trộm cướp. Vụ việc xảy ra tại phường Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai mới đây. Từ hình ảnh camera cho thấy, tại một khu trọ, được biết lúc này, chủ phòng vào tắm mát mẻ và nghêu ngao hát khúc tình ca mình yêu thích, hớ hênh không chốt cửa, bên ngoài có chiếc xe Winner X màu đỏ. Ngay sau đó, một đối tượng nam đi vào phát hiện sơ hở nên lẻn vào phòng, lấy chìa khóa rồi dễ dàng dắt xe ra ngoài tẩu thoát. Ở một diễn biến khác, đi ngủ không tắt đèn và cái kết bay màu tài sản. Xem đoạn clip không khỏi giật mình bởi lẽ cả gia đình đang nằm ngủ say, còn tên trộm liều lĩnh đột nhập. Theo đó, vụ việc xảy ra rạng sáng 29 tháng 6 tại Dòng Riền, Kiên Giang. Theo đoạn clip do camera nên ghi lại tại một nhà dân, lúc này cả gia đình nhiều người đang ngủ say. Một người đàn ông mặc áo trắng, đội nón trắng đã lẻn đi vào. Sau khi quan sát thăm dò thấy cả nhà đều ngủ say, tên này dở màn lục tìm, sau đó lấy 4 điện thoại gồm 3 hiệu Samsung và 1 iPhone, sau đó rời khỏi hiện trường lặng lẽ như một bóng ma lúc nửa đêm. Cả hai trường hợp là bài học đắt giá không chỉ cho chủ nhân tài sản mà còn nhiều người khác để nâng cao cảnh giác. Quả thật trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, từ trong ngõ cho đến ngoài xóm, từ trong nhà ra tới xa lộ, từ trộm cướp biệt vườn đến trộm cướp thành thị. Cho nên mọi người hãy mạnh tay share những clip như thế này từ Sài Gòn TV để nâng cao cảnh giác trong mọi tình huống. Bạn thấy sao về những pha trộm hứa hên mất của này? Comment cho chúng tôi biết với nhé. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.